chỉ còn ít phút nữa thôi, Đoàn Duy Tiến sẽ dùng hai bàn tay mình để vẽ hai bức tranh cho hai người Mỹ và sẽ thu tư tưởng của hai người đó. Như vậy, đây là chương trình Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất tại Hà Nội. Và bây giờ các bạn ơi, các bạn hãy chờ đợi nhé. Từ xa, hy vọng rằng những sắc màu từ nguồn chảy sâu thẳm trong tâm trí này sẽ chảy ra và thu được tư tưởng của hai người Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng trong không gian này, các bạn đi xa mà gần. Các bạn đang trong trái tim tôi và đóng vào tôi trong từng giờ từng phút. Tôi rất hạnh phúc vô cùng và xin mời quý vị và các bạn hãy chuẩn bị đón xem. Đây cô Bảy Vân sẽ là người mẫu cho họa sĩ Đoàn Duy Tiến bé. Chúng ta cùng đồng nghiệp chào mừng, một tràng pháo tay cho hai người mẫu của chúng ta và hai người mẫu người nước ngoài. Let's give them a big round of applause to foreign models. Vâng, và họa sĩ Đoàn Duy Tiến sinh ngày 7 tháng 1 năm 1961. 18 năm về trước, họa sĩ đã tham gia nghiên cứu tại trung tâm, nay là Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người, được giáo sư Hà Ngọc Trạng và giáo sư Vũ Tuyên Hoàng, khi đó là chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, chuyên dụng và tham gia dự án tập hợp sáng tác bằng phương pháp tâm thức vẽ chân dung các vị vua Việt Nam. So born in January 7, 1961 in Ho Chi Minh City, and 80 years ago he participated in a research by the center, now the IHP, and he was requested by the professor Hà Hậu Trác, professor Vũ Tuyên Hoàng, who was president of the Union of Science and Technology of Vietnam, to participate in the project Collection of Portraits of Vietnamese Kings drawn by the method of extrasensory perception spirit. Là người đam mê và rất là có tâm huyết với hội họa, thì họa sĩ Đoàn Việt Tiến đã giành rất là nhiều giải thưởng chứng chỉ của Viện Đại học Anh, phong anh là tiến sĩ danh dự cử nhân thực hành, đạt kỷ lục thế giới, 3 kỷ lục Việt Nam năm 2005 và 2018 và 2019. So Mr. Đoàn Việt Tiến has won a lot of achievements in his life. Certificate by British University awarding him as honorary doctorate, Bachelor of Practice, December 2020, and a world record and 3 Vietnamese record in 2005, 2018 and 2019. Vâng, các giải thưởng được vinh danh anh là người sống bằng sáng tạo, đĩa vàng được cấp thẻ đặc biệt đi biểu diễn ở 185 quốc gia trên thế giới. Also, he has the Bamboo Flower Awards honoring him as Living Magnanimity and Golden Disc, being granted a special call to perform in 185 countries. Và họa sĩ Đoàn Việt Tiến được mệnh danh là người sáng tạo nghệ thuật tâm thức phát họa song tư duy, tức là phương pháp là đa song hành mỹ thuật. Also, he was known as the creator of the arts of spiritual painting parallel with thinking. That is the method of parallel psychic painting or multi-parallel arts. It means that he can make two or more paintings at the same time. His science achievement was drawing 9 paintings at the same time and recognized as a record in 2020. Tức là cùng một lúc anh thể hiện được hai hay nhiều ghi chép trong một lúc, đỉnh cao nhất là anh đã vẽ được 9 đối tượng cùng một lúc và đã tạo xác lập kỷ lục năm 2020. Và bây giờ thì chúng ta cũng chứng kiến trên sân khấu là hai vị tạm gọi là hai vị người mẫu ạ. Và họa sĩ Tiến thì đã sẽ thực hiện phần biểu diễn của mình để cho tất cả các quý vị khán giả ở đây được chứng kiến phần tài năng của anh. Tôi nói thêm, Đoàn Việt Tiến không phải vẽ chân dung hai vị khách này mà vẽ tâm thức, tức là vẽ vào cái suy nghĩ của hai vị này. Và chúng ta đã chứng kiến thế này, khi tác phẩm xong thì hai vị này sẽ công nhận rằng
vé đúng cái chi phí của tôi hiện đang ký. Đấy là chính là thành công. Nếu các vị bảo chưa chuẩn là chính là không thành công. Đã. Cho nên đoàn mình đến có 5 phút bắt đầu. Thế có nói gì thêm không? So Mr. Don Việt Tiến, you have 5 minutes to draw what these people are thinking. Bây giờ tôi sẽ dùng hai bàn tay và dùng nội lực bên trong, nguồn nội tâm trí, từ những dòng chảy đó tôi sẽ giao kho được năng lượng của hai vị khách đặc biệt ở quốc tế. Xin mời tất cả quý vị và quý bạn hãy ủng hộ. Palms and the internal force and thinking to sense the energy from the two models here. Chắc chắn là chúng ta sẽ chưa bao giờ chứng kiến màn biểu diễn này ở bất kỳ đâu và chỉ chứng kiến được ở trong hội thảo quốc tế này ạ. We may have witnessed this performance anywhere in the world. Only in this one. Chúng ta theo dõi đồng hồ. Và người Việt Nam của chúng ta vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Khả năng mà tưởng chừng như là không thể tin nổi, nhưng mà chúng ta đã làm được và chúng ta đã được chứng kiến ngay tận mắt trên hội thảo này. So as the Vietnamese people, we see a lot of talents with incredible potentials, and now we can see one of them. Và người Việt Nam của chúng ta thì vô cùng tự hào về những truyền thống hào hùng của dân tộc, và họa sĩ Đoàn Việt Tiến là một tài năng của đất nước Việt Nam, và chúng ta hoàn toàn có thể tự hào để giới thiệu anh ra toàn thế giới và những nghiên cứu ứng dụng về tiềm năng của con người. So Vietnamese people are very proud of heroic spirit of our countries, of our citizens, and I think that with his talent he can bring it to the world. Và chắc chắn anh cũng có thể làm được những điều tuyệt vời này. He may have connected to the spiritual world to do this. Với những họa sĩ khác thì dùng bằng bút cọ vẽ, nhưng mà họa sĩ Việt Tiến của chúng ta thì dùng bằng chính những ngón tay của mình ạ. Cảm nhận bằng trái tim của mình để tạo nên những tác phẩm tuyệt vời. So different from other painters using the sharp brush, he used his palms, his hands to draw his paintings with his heart, with his sense. Chẳng bằng video của mình cũng như niềm đam mê, anh sẽ tạo ra rất là nhiều tác phẩm để đời, không chỉ có ở Việt Nam mà sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới. So with his heart and his passion, he will create a lot of mesmerizing paintings that can last forever and be known all over the world. Các họa sĩ của chúng ta thì dành ra rất là nhiều thời gian, thậm chí là có cả hàng tháng để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà nghệ sĩ của chúng ta thì ngay trên sân khấu rất là nhanh nhạy và những thao tác rất là lưu luyện từ những ngón tay của mình. So normally other painters have spent months to produce their artworks, but as you can see here, you can produce an artwork in just a matter of minutes or hours. Để search tên của họa sĩ Đoàn Việt Tiến là để có thể hiểu hơn về anh, cũng như là những khả năng đặc biệt của anh ạ. So you can search the name of Mr. Đoàn Việt Tiến on Google to find out more about his talent in the fields. Chúng ta rất là tự hào về Việt Nam của chúng ta đã tạo nên những điều tuyệt vời. Vâng, và họa sĩ Đoàn Việt Tiến đã hoàn thành xong kết quả của mình. Và Mr. Tiến, we continue with the show. Ba phút bốn mươi giây. Ban tổ chức cho phép 5 phút. Anh đã thực hiện 3 phút 40 giây. The allowance time is 5 minutes, but with just 3 minutes 40 seconds, he is done. Rồi. Bây giờ. Vâng, xin mời camera hãy cùng bức tranh này sẽ được lắp vào
chúng ta chờ nhá. Bức tranh này sẽ lắp vào khung. Vâng, và chúng ta sẽ cùng hồi hộp để chờ đợi xem bức tranh này sẽ hiện lên điều gì. Sau đó thì họa sĩ tặng cho các người mẫu này. Thế mà so the pictures will be put into the frames and then it will be gifted to the models here. Chúng ta chờ một cái thí nghiệm thế này. Cách vẽ tâm thức hay song hành mỹ thuật cái này chưa bao giờ có họa sĩ nào làm cả cùng một lúc họ sẽ chăm chú vẽ một bức tranh. Nhưng anh Đoàn Việt Tiến đã có một kỷ lục là vẽ một bức 9 bức tranh. Cái điều này chúng ta không được. Nhưng thôi, chúng ta chỉ xét cái này. Anh đọc tư duy của đối tượng mẫu bây giờ, sau đó anh vẽ thì chính anh phân tích rằng anh vẽ người A với tư duy gì, vẽ người B với tư duy gì. Sau đó người A sẽ phát biểu rằng đúng, đã qua bên dịch, người B phát biểu rằng đúng, tâm tôi lúc ấy đã nghĩ gì thì hội nghị sẽ hoàn thành. Nếu người A bên mà trả lời không phải, chúng ta coi như là chưa đạt được rồi. So he will read the mind of the Chắc chắn là một phần B. And chắc chắn là một phần B. Hello. Bước hai, trên Đoàn Việt Tiến thể hiện cái tâm thức của mình là anh vẽ cái gì mà nó chuẩn. Bức tranh hiện nay nhìn màu rất là lung linh. So please, Mr. Đoàn Việt Tiến, just say something about your painting. Bây giờ tôi xin giải mã tác phẩm Tư Dừa trình diễn với quý vị và quý bạn. I'm going to review the painting. Okay, from tôi đang vẽ người A lên đấy thôi. Và người B thì phải coi. Người A, ô, có nhìn bên trong tâm ta có một kén và nỗi mưa lớn là khám phá và trở về trong cõi trời mình đó. Thấy sự kỳ diệu trời đất, thấy núi, thấy sông, thấy nước và thấy phong bao la. Đó là những điều kỳ bí. Tâm tới lúc nào cũng tìm hiểu và khám phá và trải nghiệm sức chịu đựng hàng lớn trong những vết ung tỏ nén và vung. Đây là một người đàn ông lúc nào cũng ước mơ rằng khám phá sự tiềm ẩn, khám phá chính cơ thể con người mình, khám phá những điều kỳ lạ mà thế giới loài người chưa được biết. Ôi, đây là bức tranh dòng chảy tinh hoa. Có nghĩa là bức tranh là người thông minh. Let me interpret for him a little bit. So with the picture for person A, on the left you can see the need to discover the new things, and he always try to discover it, and with the high level of variability, and he also show the curiosity all of his life, and also on the landscape, as you can see, there are so many different beautiful views that could be described on his picture. Và bức tranh thứ hai, tôi vẽ ra người B, đó là một người rất đẹp trai. Như vậy bức tranh anh ta, đó là người đàn ông. Ô, người đàn ông này sao lại có những dòng sông? Người đàn ông này lại có mênh mông những bãi cỏ xanh và lanh quanh những nhiều con đường. Như vậy từ những cuộc sống tha phương, và anh ta đã bật dậy vượt lên và những là người cũng thích khám phá và thích những điều kỳ bí. Nhưng tác phẩm này lại nói rằng người ông này có những sỏi đá buồn phiền nén chịu đựng nhưng lại yêu thương, có nghĩa là an tâm mặn và nhẹ nhàng. Như vậy là người này tâm cực khổ vẫn chịu được nhưng thích màu xanh lá cây, thích một dòng sông, thích những cơn gió mát. Tác phẩm này là ánh sáng bình yên, có nghĩa là anh ta thích sự bình yên, anh ta không thích sự đánh nhau, không thích chiến tranh. Xin lỗi. So the second picture, as you can see here, he loves the green and the river and also the sense of peace. And he also the one who, you know,
away from his hometown, and he always wanted to bear the pressure of his life and with a lot of pain. But he still saw his presence after all. Chúng ta xin chờ đối tượng B tức là Ivan. Ivan phát biểu xem cái bức tranh của bà chỉ nói với Ivan mà cái tâm thức vừa rồi có đúng ý không? Nói về chính xác, anh đang vẽ cái đó là em đang tập trung vào cái chữ yên tĩnh. Cảm ơn. So when you start drawing, I focus on peace. That's the word. Xin mời cho ý kiến. His explanation is insight into what you were thinking while he was drawing. Did that capture what you were thinking? Or does it capture the essence of who you are? His comments about being a person of discovering and exploration and some of the things that were in the picture. Does that capture the essence of you or what you were thinking at the time? Getting the country, putting a new house on a mountain, which yes, very much. Về anh rất là chính xác. Ông chỉ bây giờ ông đang xây cất một cái căn nhà trên đỉnh núi. Thành ra anh về cái núi là rất là chính xác và những cái bình luận của anh về cái tinh thần rất là cao cả. Chúng ta thưởng Đoàn Việt Tiến một tràng vỗ tay. Việt Tiến, Việt Tiến, Đoàn Việt Tiến, a big round of applause, everyone. Chúng ta chúc mừng hai vị khách của chúng ta đã thành công trong thí nghiệm này và chúc mừng các vị được hòa thí tặng cho tác phẩm của mình. Khi các vị lưu ý và lựa chọn. Okay, we congratulate the two models for getting the presents and also what they thinking exactly what is described on the paintings. Tác giả Đoàn Việt Tiến tặng cho vị khách quốc tế của chúng ta, vị khách hôm nay là thứ hai vai trò rất quan trọng, bài tham luận rất hay và có được một tác phẩm tặng mang về Mỹ. Rất là tuyệt vời là những khách đến với Hoàng Thị Ca tham dự cái hội thảo quốc tế này sẽ có những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ, đúng không ạ? Những bức tranh rất là tuyệt vời, những bức tranh rất là đặc biệt. Và chúng ta cùng chụp những bức ảnh để lưu lại kỷ niệm này. Tôi rất ngạc nhiên, xin chúc mừng Ivan và xin cảm ơn Hòa Thí Đoàn Việt Tiến đã thành công xuất sắc trong sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Once again, thank you Mr. Đoàn Việt Tiến for an excellent performance. Dành tặng họa sĩ Nhiễm Hương bó hoa tươi thắm ạ để cảm ơn phần trình diễn rất là tuyệt vời của họa sĩ gửi tặng cho hai người mẫu người nước ngoài của chúng ta. Chúng tôi sẽ đề nghị viện sau đây các cái thực hiện này sẽ làm một cái chứng chỉ ghi nhận trong tầm của viện là coi các cái hoạt động này, các thực hiện này là một kỷ lục chính xác. Vì không phải chúng tôi chủ quan, ngày hôm nay 400 đại biểu đã chứng kiến việc này và chúng ta chính là những người khác cần. Xin các vị cho một tràng vỗ tay. I have a suggestion, so the IHP will give the certificate of record for all the performers today. So because of the 400 delegates all around here, all of us have witnessed this one, and we identify the authenticity and the correctness of this. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui mừng rằng tôi không nghĩ tôi là tôi. Vì tôi nghĩ rằng
trong 3 phút 41 giây tôi có thể vẽ hai bức ảnh đó, vì ban giám khảo cho tôi 5 phút. Như vậy, sức lực bật đó có từ đâu? Tôi nghĩ rằng do các bạn. Các bạn xa và gần đã ủng hộ tôi qua màn hình, cho các bạn đã sạc năng lượng cho tôi. Vì bạn yêu thương tôi, các bạn chia sẻ với tôi, đó là sự cộng hưởng năng lượng. Tôi chiến đấu vì các bạn, vì tất cả những người yêu thương và những người hiểu đến tôi. Vì vậy tôi sẽ đến với các bạn, tất cả mọi người bằng tác phẩm. Cuộc đời tôi đã hành trình quá lâu và nhiều gian truân, dầu sôi lửa bỏng, nhưng tất cả đó là những bài học đắt giá, và tôi đến với tất cả mọi người bằng kính dâng tên tất cả lòng thành trái tim bằng tác phẩm. Xin kính chào tất cả các bạn và quý vị.